Cô 20, tôi 30. Dạ, nhưng mà chú trong trong cái câu lạc bộ sinh hoạt có nhiều cô không mà chú chỉ để ý cô? Nói chung trong cái làm văn nghệ thì nhiều cô, nhiều chú lắm. Nhưng mà nãy tôi nói cái tiếng động của tình yêu đó, nó là không phải là tự mình muốn được đâu, mà cái xúc cảm nó là tự gần như trên trời là đổ xuống. Đấy, thành ra qua cái nhìn, cái ánh mắt, cái nụ cười, rồi cái duyên dáng, cái bày tỏ, và tự nhiên là hai đứa phải có những cái hẹn hò. Dạ. Lúc đầu đó thì cô quen với chú thì cô cũng chưa để ý gì với chú, nhưng mà cô đã mê tranh của chú rồi. Nhà mỗi lần chú triển lãm thì cô đi xem. Và sau đó thì bạn bè mới giới thiệu tác giả, mình mới biết là tác giả là cái người mà mình đã kêu là mình cảm xúc ngưỡng mộ qua những tác phẩm. Rồi có một lần là đi sinh hoạt văn nghệ chung thì cô dự một cái buổi ra mắt tập thơ của người bạn. Thì trên đường đi đó là cùng ngồi trên một chuyến xe thì bất ngờ là chú đưa tay nắm cái bàn tay của cô. Thì mình đã có những cái cảm xúc ở trong lòng rồi, mình đã có để ý với nhau rồi. Và khi nắm bàn tay thì mình cảm thấy là mình thấy hình như cái người này đã xứng đáng để cho mình trao cái bàn tay của mình cho người đã nắm. Dạ. Và cứ vậy là nắm đi suốt 52 năm qua. Dạ, đúng rồi. Khi hai đứa mà muốn gắn bó lâu dài đó, nhiều người bạn họ khuyên đó là hai đứa văn nghệ sĩ này á, nếu mà có sống với nhau chỉ có nước đi ăn xin thôi. Vậy thì bạn bè nói đúng hay sai? Đúng. Cô chú lấy gì? Ủa là đúng. Đúng. Thiệt luôn hả? Khổ dữ lắm.